Yến sư phụ, đứng lên đi. Tình hình phía bên Thái Nguyệt thế nào rồi? Phải bẩm sư phụ, sư tỷ đã tiếp cận được thượng quan Hoại, đồng thời cũng đã vào được tới Thâm Long Đàm. Chỉ cần sư tỷ giành được vị trí thứ nhất trong binh khí phố là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt lắm. Hiện giờ ta vẫn còn một chuyện cần giao cho con làm. Sư phụ xin cứ nói. Ta muốn con bí mật theo dõi Thái Nguyệt. Nếu phát hiện ra có bất kỳ hành vi nào khác thường, lập tức lôi về đây gặp ta. Sư phụ, đi mau. Nhớ rằng chuyện này chỉ có ta và con biết. Rõ, sư phụ. Mọi người đã đi hết rồi. Rốt cuộc bọn họ đi đâu rồi? Theo ta hay là chúng ta cứ vào trước đi. Chỉ hoãn nữa sẽ không kịp. Đừng làm lỡ chuyện chính. Huynh đến đây để làm gì vậy? Nếu như huynh muốn là người đầu tiên ra mặt thì huynh vào trước đi. Cô hiểu lầm ý của ta. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bọn họ có khả năng đã vào trong rồi. Vậy thì chúng ta cũng vào trong đợi đi. Nghe nói mọi người thắng trong cuộc đấu võ này có thể sẽ được biết một bí mật vô cùng to lớn. Chẳng lẽ bí mật này liên quan đến kho báu Băng Kim Tiền mà giang hồ tương truyền đã lâu? Các vị nhân sĩ võ lâm, chào mừng đến với giang hồ của ta. Tại hạ chính là hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Trên giang hồ là Bách Bạch. Gọi là Bách Bạch chính là vì trăm sự đều rõ ràng. Giữa trời và đất không có chuyện gì ta không biết. Không hổ là hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Khẩu khí lớn đấy. Tiên sư sáng lập ra binh khí phổ, dù cuối cùng đã thất lạc, bỏ mạng trong tay tiểu lý phi đao, nhưng cũng không uổng công danh hiệu Bách Hiểu Sinh của tiên sư. Dù rằng tiên sư có chỗ không phải, nhưng binh khí phổ năm đó người sáng lập ra đã khiến những người tài thời bấy giờ xuất hiện liên tục. Bây giờ tiểu lý phi đao, long phong hoàn, thiên cơ bổng đều đã thất truyền. Sau này trong giang hồ sẽ không còn anh hào nào có thể đạt tới đỉnh cao. Hôm nay ta xin mời các vị anh hùng hào kiệt ghé thăm Thâm Long Đàm của ta. Ta muốn xây dựng lại binh khí phố. Hy vọng chúng ta có thể lại một lần nữa được chứng kiến sự huy hoàng của võ lâm. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Người này xem ra cũng thú vị đấy. Không chút sợ hãi tất cả những gì tổ tiên hắn đã làm năm đó. Năm đó Bách Hiểu Sinh đã cấu kết với thượng quan Kim Hồng, gây ra vô vàn tội ác. Tổ phụ vì võ lâm trừ hại. Năm đó khi tổ phụ còn sống, cũng nổi danh như Thiên Cơ Lão Nhân và Long Phụng Hoàn. Nhưng thiên hạ, những vị tiền bối này đều đã qua đời rồi. Năm đó quả nhiên có đặc sắc của năm đó, nhưng bây giờ cũng đâu có kém. Ta nghĩ ta khá thích tên Bách Bạch này đấy. Theo ta, người này nội tâm thâm sâu khó đoán, chưa từng nghe qua hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Triệu tập nhân sĩ võ lâm tới đây, lại còn lấy bí mật lớn trong giang hồ để mặc cả. Ta thật không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chuyện đơn giản như vậy sao huynh phải nghĩ phức tạp thế làm gì? Giang hồ hiểm ác, cẩn thận một chút là điều nên làm. Những tảng đá này nhìn có vẻ không có kết cấu gì đặc biệt, nhưng lại giống như trận pháp nào đó. Không sai. Xem ra Thâm Long Đàm này thực sự có huyền cơ. Các vị anh hùng hào kiệt có thể ghé qua Thâm Long Đàm của ta. Thật đúng là khách quý đến nhà. Trận đấu ngày hôm nay chúng ta chọn cách đấu triệt để. Người cuối cùng còn lại trên võ đài này chính là người đứng đầu ngày hôm nay. Người đó không chỉ có thể ngự trị các cao thủ võ lâm, còn có thể biết được một bí mật vô cùng to lớn từ ta. Được rồi, các vị cao thủ võ đài,
xin dành lại cho các vị. Tại hạ Trung Vũ Lâu Mạnh Hiền, ai dám thách đấu? Không ngờ một Trung Vũ Lâu vốn âm thầm lại là người đầu tiên lên nghênh chiến, không giống với phong cách của bọn họ chút nào. Âm thầm, nguyên do là vì võ nghệ quá kém thôi. Khẩu khí quả là lớn, Hán Dương môn lĩnh giáo. Côn Luân phái lĩnh giáo. Trung Vũ Lâu này thu hút sự chú ý của ta rồi đấy. Kỳ lạ, chưa từng nghe qua võ nghệ của Trung Vũ Lâu lợi hại như vậy. Bán tiền trang lĩnh giáo. Thật quá hung hăng mà. Ta không tin bọn họ thực sự lợi hại đến vậy. Để ta cho chúng xem một chút lợi hại. Từ từ đã, chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám. Liễu Diệp Môn lĩnh giáo. Ưng Chảo Môn lĩnh giáo. Thiết Trưởng phái lĩnh giáo. Võ công tầm thường của mấy bang phái các người mà cũng dám đến tranh đấu xếp hạng binh khí phố. Tất cả cùng lên đi. Ức hiếp người quá đáng. Chẳng lẽ lần này ngoài Trung Vũ Lâu, các môn phái khác không còn người nữa sao? Tiếp tục đi. Dừng tay. Đại ca, thật không phải. Các vị, thật sự xin lỗi, hãy dừng lại một chút. Chuyện là thế này. Vừa nãy ta nhìn thấy người này liên tục phóng ám khí ở bên đó để giúp người kia. Vì vậy, mấy trận vừa rồi coi như không tính. Nói đi, từ đâu tới? Dù sao cũng bị người phát hiện rồi. Ta cũng không cần phải giấu nữa. Ta chính là muốn xem thứ gọi là danh sách xếp hạng xuất hiện trong suy nghĩ chủ quan của các ngươi đối với loại vũ khí vô danh trong tay ta. Loại nào mạnh hơn? Ta không muốn lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Các ngươi chỉ là những tên bại trận dưới tay ta. Có điều Bách Hiểu Sinh năm đó đứng thứ nhất bảng xếp hạng binh khí. Ta thực sự muốn mở mang tầm mắt. Các người ức hiếp một người không biết dùng phi đao là có dụng ý gì? Ta chính là chuyển nhân của tiểu lý phi đao. Đánh thì đánh, có gì phải sợ? Vị này chính là người của Lý gia sao? Tại hạ Lý Chính, chuyển nhân đời thứ ba của tiểu lý phi đao. Mời chỉ giáo. Đợi chút đã. Tiểu lý phi đao ư? Đúng lúc ta cũng có thể.
Các vị, mặc dù hai chúng tôi đều biết Tiểu Lý Phi Đao, có điều vị huynh đệ Lý Chính đây mới chính là chuyển nhân chính tông nhất của Tiểu Lý Phi Đao. Nhưng mà bình thường huynh ấy không dễ gì ra tay, đặc biệt là đối với những loại tiểu bối vô danh như vậy. Trong những trường hợp thế này, để ta ra tay là được rồi. Lý Chính, ta cầu xin huynh, nhất định không được ra tay, nếu không thì hắn sẽ chết rất thảm. Mời huynh xuống dưới thưởng thức là được rồi. Mời tránh ra, đại ca. Xin huynh đấy, đi đi. Đi đi, ta xin huynh, đừng cản đường ta nữa. Người là kẻ nào? Ta tên Thượng Quan Hoại. Thượng Quan Hoại? Thật đúng là đốt đuốc đi tìm không thấy, ngồi không lại có người tới tìm. Kẻ ta cần tìm chính là ngươi. Đến đi. Tới ta rồi. Đây chính là binh khí hiếm có Cửu Liên Hoại đã thất truyền của Ba Tư. Sao có thể ở trong tay của hắn ta? Trận đấu này quả thực càng lúc lại càng thú vị rồi. Thái Nguyệt, Thái Nguyệt, ta phải đi giúp Thượng Quan Hoại. Khả khả, muội muốn làm gì? Đừng kích động. Huynh không kéo tiếp Thái Nguyệt mà lại kéo ta. Vì sao cô ta có thể lên khán đài còn ta thì lại không? Đắc tội rồi. Thái Nguyệt, cô không sao chứ? Để ta xem. Thiên hạ đệ nhất, sao có thể có hai người được? Thật quá hoang đường. Vậy trên người Thượng Quan Hoại không chỉ có Tiểu Lý Phi Đao mà còn có Long Phụng Hoàn. Hắn ta không phải đệ nhất thiên hạ thì còn có thể là ai? Nhưng nếu như không có cô nương đó, chỉ sợ Thượng Quan Hoại sớm đã chết rồi. Xem ra hai người bọn họ lại phải đấu thêm một hồi nữa. Có trận hay để xem rồi đây. Cũng may không có gì nghiêm trọng. Sao vậy? Vừa nãy vẫn còn chưa phân cao thấp.
Cô bị thương, còn phân cao thấp gì nữa, đừng làm loạn nữa. Vị trí thứ nhất, ai xếp thứ 1, 2, 3 đều như vậy, chẳng phải chỉ là con số hay sao? Cô thích xếp thứ nhất thì cô lấy đi. Ta xếp thứ 2, thứ 3 cũng được. Được rồi, cô đừng cử động, đừng so tài nữa. Ngoan nào, nghỉ ngơi một lát đi. Chạy thôi. Chúng ta qua đó xem một chút. Cô đi được không? Chạy đi. Các người muốn làm gì? Gây ra những chuyện bị ổi như vậy còn hại biết bao nhiêu người. Các người còn muốn chạy sao? Các người không có quyền xử lý bọn ta. Bọn ta không có quyền xử lý, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không thể. Lên rồi kìa. Các vị, ta nhất định có câu trả lời cho mọi người. Thật nhẫn tâm. Các vị không cần sợ hãi. Những con cá sấu này đều do ta nuôi. Không có mệnh lệnh của ta, chúng sẽ không làm hại tới các vị đâu. Còn nữa, ta cho rằng binh khí phổ lần này đã có kết quả cuối cùng rồi. Tiết Thái Nguyệt và đao pháp Tiết Gia của cô ấy xếp thứ nhất. Tiểu Lý Phi Đao và Long Phụng Hoàn của Thượng Quan Hoại xếp thứ hai. Ta nghĩ rằng Cửu Liên Hoàn của người Ba Tư xếp thứ ba. Mọi người chắc không có ý kiến gì chứ? Không có, không có. Đợi đã. Thượng Quan Hoại là tội phạm quan trọng của triều đình, trộm cắp cường bạo, há có thể được xếp vào binh khí phổ. Nay triều đình đã truyền lệnh treo giải thưởng. Bắt sống Thượng Quan Hoại, thưởng 100 lượng vàng. Cuộc thi tài của ta lần này là những người có bản lĩnh thực sự, rất công bằng. Người muốn bắt những kẻ trộm cướp đi đêm thì không liên quan gì đến trận đấu của ta. Xin mời sau khi rời khỏi Thâm Long Đàm của ta, hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Ta khuyên người không nên lo chuyện bao đồng. Đừng đối đầu với triều đình. Nếu không, ngay cả ngươi ta cũng bắt luôn. Ngươi khuyên ta, vậy sao? Mau, đi. Người đâu rồi? Coi như ngươi chạy nhanh. Tiết Thái Nguyệt này quá đáng thật, dựa vào thủ đoạn để xếp thứ nhất. Cô ta không sợ người trong thiên hạ sẽ chê cười hay sao? Quá đáng. Còn cả huynh nữa. Nếu không phải do huynh lo chuyện bao đồng, thì người lên võ đài giúp Thượng Quan Hoại là ta rồi. Ta gì mà ta? Thôi bỏ đi, kệ cho cô ấy nói. Bớt giận rồi thì sẽ không sao nữa đâu. Sớm muộn ta cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Bản nãy đa tạ hai vị đã ra tay giúp đỡ, bắt lại đám người làm cản ban nãy cho ta. Nếu không, binh khí phổ của ta trở thành trò cười trong giang hồ rồi. Ngài không cần khách sáo. Thực ra bọn ta phải cảm ơn ngài. Nếu không thì chúng ta hôm nay chắc chắn lại phải đấu một trận với đám người của triều đình đó rồi. Đa tạ. Thế này đi, ta sẽ nói cho hai vị bí mật về kho báu của Thượng Quan Hoại Kim Hồng. Được, làm phiền rồi. Nghe đồn năm đó Thượng Quan Kim Hồng đã giao bí mật của bảo tàng cho mấy người bảo vệ, mà những người này đều không biết đến sự tồn tại của đối phương. Họ chỉ phụ trách phần mình nắm giữ. Chỉ có Thượng Quan Kim Hồng và đời sau của ông ta lấy được tín vật mới có thể tập hợp manh mối trên tay những người này để mở bảo tàng. Ta điều tra bao năm nay cũng chỉ biết sự tồn tại của hai người. Người thứ nhất là trưởng môn của Trung Võ Lâu, Hứa Trường Hải. Hứa Trường Hải, người này từng là quản gia của Thượng Quan Kim Hồng, sau này đã rời khỏi Kim Tiền Bang một cách ly kỳ, tự lập môn hộ là Trung Võ Lâu.
Nhưng ta cảm thấy có lẽ ông ta vẫn đứng sau Kim Tiền Bang âm thầm quản lý bảo tàng này. Cho nên tìm thấy ông ta thì hắn sẽ có manh mối. Vậy người kia thì sao? Người kia là Hồ Điệp Đại Sư. Ông ấy ở Tình Nhân Trại. Nhưng người này tính cách quái gở, hành tung xuất quỷ nhập thần. Cho nên các người có đến Tình Nhân Trại, ta cũng không chắc có thể tìm được ông ta, còn phải xem duyên phận nữa. Đám người khi nãy tự xưng là đệ tử của Trung Võ Lâu, chẳng lẽ họ đã đến Trung Võ Lâu trước rồi? Chuyện này thì ta không tiện nói nhiều. Vẫn cần các người tự đi Trung Võ Lâu thăm dò hư thực. Nhưng các người nhất định phải cẩn thận. Hứa Trường Hải rất khó đối phó. Ta hiểu. Chúng ta mau đến Trung Võ Lâu trước đi. Đợi đã. Bây giờ người của triều đình vẫn ở bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi định ra đánh nhau với bọn họ sao? Cứ đợi họ đi đã, rồi các người hãy đi. Cũng phải. Vậy Bạch huynh à, vậy có lẽ hôm nay làm phiền huynh một buổi tối vậy. Không phiền, không phiền. Huynh ở đây thêm mấy ngày ta còn vui ấy chứ. Đại ca, lúc nãy ở võ đài, cảm ơn huynh nhé. Cảm ơn gì? Không phải lôi thôi như vậy. Sao rồi? Điều tra ra manh mối gì chưa? Bẩm đại nhân, e là thượng quan Hoại đã biết được manh mối của bảo tàng từ chỗ của Bách Bạch rồi. Đám người Ba Tư đó thật vô dụng, lại để tên tiểu tử thượng quan Hoại chiếm hết lợi thế. Nhưng nếu thượng quan Hoại đã có cùng mục đích với ta, thì sắp tới chúng ta chỉ cần bám theo thượng quan Hoại là được. Trông chừng thượng quan Hoại cho ta, không được để mất dấu của hắn. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Theo manh mối có liên quan đến Trung Võ Lâu mà Bách Hiểu Sinh cung cấp, thì cả hai manh mối đều có một chữ lâu. Rốt cuộc trong này ẩn giấu bí mật gì? Sư tỷ, muội rót thuốc cho tỷ rồi đây. Nhớ uống nhân lúc còn nóng nhé. Cảm ơn. Tiết Thái Nguyệt, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Đây chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ dành cho cô thôi. Tuy hiện giờ ta vẫn chưa có chứng cứ để lột ra bộ mặt thật của cô, nhưng yên tâm, ta nhất định sẽ tóm được cái đuôi của cô. Có chuyện gì vậy? Thái Nguyệt, sao thế? Cô thấy thế nào? Chỗ nào không khỏe? Bị người ta hạ độc rồi. Cô làm gì vậy? Cô quá đáng lắm rồi đấy. Sao lại nhân lúc người ta khó khăn mà hãm hại? Ta hãm hại người khác lúc khó khăn nữa. Đây là cách cô ta hãm hại người khác trả lại trên người cô ta thôi. Cô... Thái Nguyệt, không khỏe à? Sao thế? Cô ta hạ độc trong thuốc này. Thuốc giải đâu? Không có. Có đưa không? Không. Khả khả. Cầm đi, ta cho thuốc giải không phải vì nể mặt huynh đâu đấy. Khả khả. Tiết Văn, có tin tức gì của Tàng Bảo Đồ không? Sư phụ, sư tỷ đã thành công đứng đầu binh khí phổ rồi. Còn có được manh mối của bảo tàng từ chỗ hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Hay lắm. Cứ tiếp tục theo Thái Nguyệt. Huynh còn ở đây làm gì? Mau đi giải quyết món nợ đào hoa của huynh đi. Đừng ở đây hại người thêm nữa.
Huynh nói gì vậy? Người phải ra ngoài là huynh đấy. Ở đây bao nhiêu người, đừng có làm phiền Thái Nguyệt nghỉ ngơi, mau đi đi. Ta nói gì trong lòng huynh biết rõ. Xem huynh bây giờ ổn quá, huynh nói gì ta nghe không rõ. Đi ra ngoài đi. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Phiền phức quá. Hay là huynh đi xem họ thế nào đi. Ta Thái Nguyệt, trước mắt cô hãy... Ta không sao. Có Vô Thương ở đây chăm sóc cho ta rồi. Đi đi. Vậy ta đi xem thế nào. Phương Khả Khả này đúng thật là quá đáng. Thôi đi. Thực ra trong mắt ta, cô ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ được chiều sinh hư thôi. Việc gì phải tính toán với cô ấy chứ. Khả Khả. Khả Khả. Đi chậm thôi. Đừng giận. Thực ra ta cảm thấy lần này muội thực sự hơi quá đáng. Rốt cuộc là huynh giúp ai hả? Tất nhiên là ta giúp muội. Nói cho huynh biết, mấy người đều vây quanh cô ta, ta thực sự không thể nhìn nổi. Nam nhân các người đều như nhau. Sao lại có cá sấu thế này? Bại hoại hoại, đại ca, sao giờ huynh mới đến? Đừng ồn. Như vậy sẽ khiến chúng chú ý và tấn công hai người đấy. Vậy huynh nghĩ cách cứu chúng ta đi chứ. Trước tiên hai người bình tĩnh, đừng sợ. Đừng nói chuyện, phải thật im lặng. Sau đó lũ cá sấu sẽ tự quay về thôi. Đại ca, hình như không có tác dụng. Thế này đi, lát nữa ta dụ chúng. Hai người nhân cơ hội này mà chạy. Sao? Vệ huynh thì làm thế nào? Không được, kệ ta đi, yên lặng. Bạch huynh, cảm ơn huynh đã cứu chúng ta. Không cần khách sáo, nhưng ta phải khuyên huynh một câu. Sau này đừng có hy sinh bản thân để cứu người khác nữa. Sao cô vẫn ở đây? Cô hại tỷ tỷ thành ra thế này, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công bằng cho tỷ ấy. Cô có giỏi thì thử xem cô giỏi, Khả Khả, hay là roi của ta giỏi. Khả Khả, thôi đừng gây sự nữa. Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện. Nói cho cô biết, hôm nay cô không xin lỗi tỷ tỷ ta thì không xong đâu. Ta không xin lỗi thì cô làm gì được ta? Cô... Khả Khả, đừng ầm ĩ nữa được không? Đừng cãi nữa. Vô Thương, đừng cãi với cô ấy. Qua đây đi. Sao lại ngăn ta? Được rồi đấy. Đây là con đường buộc phải đi qua để tới Thâm Long Đàm. Chúng ta mai phục ở đây. Vâng. Bách huynh, thời gian này được huynh chăm sóc nhiều rồi. Giờ chúng ta xin cáo từ. Khoan đã, ta đã phái người đi thăm dò. Thâm Long Đàm đã bị triều đình bao vây. Hơn nữa, rõ là chúng không có ý tốt gì. Các người đi thế này, rõ là tự chui đầu vào lưới. Sao lại có thể như vậy? Nhưng không cần lo, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho các người rồi. Vùng Thâm Long Đàm này có một lối bí mật mà chỉ có người của Bách gia ta biết. Đi qua lối bí mật này là có thể cắt đuôi kẻ theo dõi các người. Oh.
Bách huynh, thật sự vô cùng cảm kích. Ta hy vọng huynh đi rồi, sau này nhớ thường xuyên đến thăm ta. Một mình ta ở Thâm Long Đàm này cô đơn lắm. Dạo này ta khá bận, nếu có thời gian ta sẽ đến thăm huynh ngay. Vậy nhá. Đùa với huynh thôi. Cầm tấm thiếp này đưa cho Lý Trường Hải. Khi ông ấy trông thấy tấm thiếp này sẽ lưu ý đến huynh một chút. Được, cảm ơn huynh. Vậy chúng ta cáo từ trước. Phải nhớ lời hứa của chúng ta đấy. Coi như đã cắt đuôi được đám người của triều đình. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ đến Trung Vũ Lâu thăm dò. Nếu mọi người có dự tính gì khác thì có thể chia ra đi làm. Không, huynh đi đâu ta sẽ theo tới đó. Những người không cần thiết đừng có mặt ở đây bám theo nữa. Cô nói ai vậy hả? Ai đáp lời thì ta nói người đó. Thượng Quan Hoại, chúng ta đi cùng huynh. Sao cô lại theo chứ? Cô ghét Thượng Quan Hoại lắm cơ mà. Sao không thấy ai chứ? Đại nhân, không hay rồi. Vừa nhận được tin tức, Thượng Quan Hoại đã rời đi theo lối bí mật của Thâm Long Đàm rồi. Người mau báo cho quan phủ của các châu, dán tranh vẽ Thượng Quan Hoại, truy nã toàn quốc. Vâng. Lão gia, không hay rồi. Có chuyện gì, lúc nào cũng hốt hoảng như vậy. Hóa ra Thượng Quan Hoại đó chưa chết. Bây giờ hắn đang bị Hàn Tuấn truy nã toàn quốc, mà hình như tiểu thư lại đi cùng hắn. Ta còn tưởng nó đi cứu Lý Chính, sau đó sẽ rời khỏi đó với Lý Chính chứ. Không ngờ nó lại đi cùng với tên Lý Hoại đó. Mau đến kinh thành tìm Hàn đại nhân, bảo ngài ấy mau bắt Lý Hoại. Nhưng nhất định không được làm tổn thương đến con gái của ta. Vâng. Cuối cùng cũng tới rồi. Chân ta mỏi sắp chết rồi. Các người tìm ai? Chào huynh đài. Chúng ta được Bách Bạch giới thiệu đến đây. Đây là thiếp của chúng ta. Hôm nay chúng ta tới là muốn viếng thăm trưởng môn của quý phái Hứa Trường Hải tiền bối. Các vị tới muộn rồi. Một tháng trước Trung Võ Lâu chúng ta gặp phải một kiếp nạn lớn. Trưởng môn đã qua đời rồi. Nếu không phải vì ta đưa đệ tử mới nhập môn ra ngoài học hỏi tập luyện, thì e rằng cũng không có duyên gặp các vị. Vậy xin nén bi thương. Xin lỗi, đã để các vị uổng công một chuyến rồi. Không sao, nhưng từ xa đến thì vẫn là khách. Nếu các vị không chê thì hãy ở lại đây một đêm, sáng mai đi cũng không muộn. Vậy làm phiền huynh rồi. Mời. Nào. Tiết Văn, sao muội lại tới đây? Sư tỷ, muội đi theo mọi người cả đường. Vô Thương, mau ra ngoài trông chừng, đừng để ai vào đây. Vâng. Muội quá mạo hiểm rồi, liều lĩnh xông vào thế này, lỡ bị ai phát hiện thì phải làm sao? Sư tỷ yên tâm, không ai phát hiện ra muội đâu. Ngồi đi. Lần này sư phụ bảo muội tới đây xem tình hình thế nào. Lúc trước đúng là chúng ta đã có được vài tin tức từ chỗ của Bách Bạch.
Trưởng môn của Trung Võ Lâu Hứa Trường Hải là một nhân vật quan trọng. Nhưng tiếc là khi chúng ta đến nơi, ông ấy đã chết rồi. Chết rồi. Vệ tỷ định làm thế nào? Ta cũng chưa nghĩ ra nữa. Nếu chúng ta không tìm được manh mối gì ở Trung Võ Lâu thì chỉ đành tìm cách khác. Được. Nếu sư phụ có kế hoạch gì mới thì muội sẽ đến báo cho tỷ. Sư tỷ, muội biết nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng dù có chuyện gì, tỷ cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Muội cũng vậy. Nào, nào, uống đi. Uống, cạn. Lâu lắm không được uống thỏa thích thế này rồi. Chẳng lẽ trước kia đại ca thường xuyên uống rượu lắm sao? Cũng không phải thường xuyên. Thực ra chủ yếu là sau khi mẹ ta qua đời thì ta thường một mình uống khoảng 1-2 chung rượu. Vậy đấy. Giờ đừng nói những chuyện này nữa. Khi có rượu uống thì chúng ta phải uống thật thỏa thuê. Nhớ lúc trước ta còn ở quan ngoại, ngày nào cũng uống rượu nhiều, ăn miếng lớn, sảng khoái vô cùng. Không nhìn ra là huynh từng ở quan ngoại đấy. Tất nhiên rồi, chuyện liên quan đến ta mà huynh không biết còn nhiều lắm. Vậy cũng phải. Thực ra ai cũng có câu chuyện của mình. Đệ nhớ lúc còn nhỏ đã uống trộm rượu của cha, sau đó say 3 ngày đêm không tỉnh dậy được. Đệ thật vô dụng đấy. Đúng rồi, nói đến đây, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Vì những người biết manh mối quan trọng đều đã chết rồi. Chỉ có thể đợi mai hỏi thăm nghe ngóng xong mới biết được. Khoan nói mấy chuyện này, Lý Chính, nói với đệ nhé. Thực ra, Khả Khả tính cách có hơi quái gở. Nhưng ta quen muội ấy bao lâu như vậy, ta hiểu rõ. Con người muội ấy tốt lắm. Ta coi trọng đệ lắm. Đệ phải cố lên. Đệ cũng thấy Khả Khả rất tốt, nhưng muội ấy đối xử với đệ không nóng không lạnh. Đệ... Thôi, không nói chuyện của đệ nữa, nói chuyện của huynh đi đại ca.